Dứa là loại trái cây quen thuộc của mọi nhà. Nó không chỉ là nguồn cung cấp dưỡng chất tuyệt vời cho cơ thể, mà còn là bài thuốc giúp ngăn ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, ăn thế nào để không phản tác dụng mà còn phát huy tối đa công dụng là điều không phải ai cũng biết. Hôm nay, khỏe mạnh đúng cách sẽ giúp các bạn giải đáp vấn đề. Dứa rất tốt cho sức khỏe nhưng sẽ biến thành thuốc độc nếu phạm phải những sai lầm tai hại. Dứa hay còn gọi là quả thơm, ngoài ăn tươi, nó còn được dùng làm nước ép, sấy khô, đóng hộp và thường xuyên được chế biến trong bữa cơm của người Việt. Theo một số nghiên cứu, trong nó chứa hàm lượng cao các chất như canxi, magie, kali, protein, chất xơ, đường, sắt và đồng. Chỉ cần một ly nước ép dứa, bạn đã cung cấp 1/3 lượng vitamin C cho cơ thể cần nạp mỗi ngày. Bởi vậy, bổ sung dứa một cách khoa học sẽ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Đầu tiên phải kể đến khả năng giảm viêm các khớp và cơ. Theo nghiên cứu, trong quả dứa có chứa một loại enzyme tương đối hiếm là bromelain. Chất này có khả năng phá vỡ các protein phức tạp giúp chống viêm. Thành phần mangan cao trong nó còn giúp giảm viêm khớp. Hỗ trợ rất tốt trong việc duy trì xương khỏe mạnh. Một công dụng nữa của dứa đó là cải thiện hệ tiêu hóa. Nhóm các enzyme tiêu hóa trong loại trái cây này có chức năng phá vỡ các phân tử protein giúp điều chỉnh hoạt động của tuyến tụy, có lợi cho ruột và quá trình tiêu hóa. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí uy tín thế giới Lancet Medica, chỉ ra rằng bromelain có chứa trong dứa là hợp chất chống ung thư hiệu quả, đặc biệt là ung thư vú. Ngoài ra, việc ăn dứa thường xuyên cũng sẽ giúp ức chế các tế bào ung thư da, ung thư buồng trứng và ung thư ruột kết. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo ra collagen cho cơ thể, chữa lành vết thương một cách nhanh chóng, giúp bạn phòng ngừa nhiễm trùng và tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch. Lợi ích tiếp theo mà dứa mang lại là tăng cường sức khỏe cho mắt, ngăn ngừa các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Sử dụng dứa thường xuyên có thể giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một căn bệnh thường xuất hiện khi về già. Với những người thường bị sốt, ho, đau bụng, mệt mỏi, cảm lạnh, thì một ly nước dứa tươi mỗi ngày không chỉ có tác dụng giải khát mà còn tốt cho phế quản, giảm triệu chứng viêm họng và chấm dứt các cơn ho. Với những ai đang muốn giảm cân thì đây cũng là thực phẩm được ưu tiên lựa chọn. Dứa sẽ đem lại cho các bạn cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, hàm lượng chất xơ giúp điều chỉnh quá trình giải phóng và chuyển hóa năng lượng, chống lại việc tích tụ chất béo trong cơ thể. Đặc biệt, thành phần chủ yếu của dứa là nước và chất xơ nên có tác dụng cản trở quá trình tăng cân. Dứa là loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại vô vàn lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Nhưng nếu không sử dụng một cách khoa học, hợp lý và đúng liều lượng thì sẽ gây ra nguy hại cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên ăn vài miếng dứa tươi sau khi gọt sạch mắt, vì nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến sưng, đau môi, rát lưỡi và má trong. Nguyên nhân là do bromelain có đặc tính làm mềm thịt. Tình trạng này sẽ chấm dứt trong vòng vài giờ, nhưng nếu nó vẫn tiếp tục, bạn có thể bị phát ban, nổi mề đay hoặc khó thở. Lúc đó, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Nhiều trường hợp nặng sẽ dẫn đến dị ứng với dứa. Ăn hoặc uống quá nhiều dứa còn có thể dẫn đến việc tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng, ở nóng, nôn mửa, đau đầu và mất ngủ vì lượng vitamin C và bromelain quá cao. Những người sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc chống đông máu, chống co giật, chống trầm cảm, chống mất ngủ và thuốc an thần không nên bổ sung nhiều dứa. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến cáo, nam giới trên 19 tuổi và phụ nữ từ 19 đến 30 tuổi có thể sử dụng khoảng 2 ly nước ép dứa một ngày, sẽ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, phụ nữ trên 31 tuổi chỉ nên uống khoảng 1,5 ly. Ngoài những vấn đề trên, mọi người cũng nên lưu ý một vài điều sau. Dứa là loại cây bụi, mọc sát mặt đất, vỏ lại xù xì và thường trở thành nơi cư trú của nấm. Khi dứa bị dập nát, dịch bào thấm ra, nấm sẽ phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi cho nấm xâm nhập sâu vào trong quả dứa, gây ngộ độc cho người ăn. Bởi vậy, bạn nên chọn những quả không dập nát để sử dụng. Ngoài ra, ăn dứa chưa chín hoặc uống nước ép dứa còn xanh rất nguy hiểm. Lúc này, nó vô cùng độc hại với con người và có thể dẫn đến tiêu chảy nặng, nôn mửa. Lưu ý, không ăn quá nhiều loại dứa có thể gây hại đường ruột. Dứa rất giàu dưỡng chất, nhưng với một số người cần tránh xa. Theo các nghiên cứu, người mắc bệnh dạ dày không nên ăn dứa bởi trong nó chứa nhiều axit hữu cơ và một số enzyme làm viêm loét niêm mạc dạ dày, đường ruột, dễ gây nôn nao khó chịu. Phụ nữ có thai bị khuyến cáo không nên ăn. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, ăn nhiều dứa có thể làm tăng nguy cơ co thắt tử cung, dẫn đến sảy thai. Những ai có tiền sử dị ứng cũng nên lưu ý vì có thể dẫn đến tình trạng đau quặn bụng từng cơn, nổi mề đay, ngứa ngáy khó chịu, mùi tê dại. Trường hợp nặng có thể gây khó thở. Người bị bệnh tăng huyết áp không nên ăn vì chất serotonin có thể làm cho co thắt huyết quản rất mạnh, gây hưng phấn thần kinh. Nếu người có tiền sử tăng huyết áp, sử dụng nhiều dứa dễ gây ra hiện tượng nóng bừng mặt, đau đầu choáng váng và có nguy cơ cơn tăng huyết áp kịch phát. Chúng tôi vừa gửi đến các bạn công dụng tuyệt vời của quả dứa và những điều cần lưu ý khi sử dụng.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!